Thưa quý vị, thông qua số điện thoại hotline rất quen thuộc 0901812999 thì chúng tôi cũng đã nhận được phản ánh của một khán giả đang sinh sống tại quận Đống Đa của thành phố Hà Nội cho biết ở địa chỉ số 38 Nguyên Hồng xuất hiện công trình đang sửa chữa xây dựng cơi nới, tuy nhiên không đảm bảo về an toàn đối với người dân sinh sống ở tại quanh khu vực này. Theo đó, công trình nhà ở tại địa chỉ số 38 đường Nguyên Hồng, phường Láng Hà, quận Đống Đa được các công nhân xây dựng có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng. Cụ thể là cơi nới thêm tầng và lấn ra ngoài ngõ hơn nữa việc che chắn không đảm bảo gây mất an toàn cho người dân xung quanh để đảm bảo an toàn nhiều xe máy đã được dựng xung quanh khu vực ngăn người dân không đi qua để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra trước thực trạng này khán giả cũng mong muốn cơ quan chức năng cần kịp thời kiểm tra công trình nói trên để đảm bảo an toàn cho người dân và chúng tôi cũng đã liên hệ với phường láng hạ quận đống đa và sẽ thông tin đến khán giả trong những chương trình tiếp theo đối với những phản hồi của đơn vị này